Chào cả nhà nha. Thì hôm nay mình dẫn cả nhà đi vô khu công nghiệp trong khu công nghiệp của Long Đức, thành phố Trà Vinh cả nhà. Thì ở trong đây là mình nghe nói là có cái quán bún cá của Long Xuyên, ăn rất là ngon. Thì mình mời cả nhà vô quán dùng bún với mình ha. Ở đây là khu công nghiệp nè cả nhà, khu công nghiệp Long Đức của thành phố Trà Vinh. Ở đây người ta bán chợ đêm cả nhà, chợ đêm. Ta bán quần áo nhiều lắm. Bánh cuốn nóng, màng linh cuốn cá, châu đốc 15k bình dân. Bún cá chả đầy đủ ha anh. Rồi cho em tô bún chả cá đi. Rồi một tô bún chả cá cho anh luôn. Ở đây mình làm chế biến đây ha em, hay là ở ngoài hả? Giới thiệu luôn. Rồi anh chị em nào ở gần khu công nghiệp Long Đức thì cứ ghé ha, ghé ủng hộ. Quán của anh chị đây là đối diện với khu chợ đêm cả nhà, đối diện khu chợ đêm với cổng khu công nghiệp, quẹo vô là tới. Bánh này thấy lạ thiệt ta. Này là bánh cuốn nóng á. Bánh cuốn nóng hả? À. Rồi nước cốt dừa mình dán tráng lên hay sao? Không, hay là bột? Không phải nước cốt dừa mà bột. Cái này là bột ha. Này là cái cách thức của An Giang luôn ha. Không, cái này là hồi đó là đi học là học ở Sài Gòn á. Dạ. Chứ không phải là cái này mới đúng gốc, cái đó bún cá mới đúng gốc của An Giang á, còn cái này không biết gốc có từ đâu, không biết, mà xuất phát là khi mà đi học với là dân miền Trung nó dạy mình. Dạ. Nhưng mà không biết xuất phát từ đâu thì mình không biết. Ừ. Vậy là có thể là miền Trung quá. Cái món này thấy lạ quá. Giờ này là quay là cái lượng khách không có đông đâu, giờ sáng á quay lượng khách đông lắm. Dạ dạ. Giờ này công nhân ra ngồi ta ghé nhóc mà. Khách chiều là bán, dưới là bán cái xe la nhiều hơn, còn cái sáng là bán công nhân, cái lượng khách công nhân nó mới đông. Dạ. Đứng chờ rồi mệt luôn á. Dạ. Sáng mới nhiều ha. Chả cá. Rồi. Vô tự động lấy giùm anh luôn đi. Tự giác lấy giùm anh nha. Ở đây bán tô có 15 mà. Tô 15 nha nha. Đắt bình dân mà. Lấy cho em tô đặc biệt đi. Vậy là thôi làm một tô bình dân 15 với cái đầu đi cho nó ngon hơn. Cái đầu con cá hả? Hả? Ừ. Ừ. Khách quen ha. Món Trà Vinh cũng vô cho tới trong này ăn luôn á. Dạ. Yeah. Người ta ăn lần được cái người ta thấy ngon, người ta quảng cáo. Thì tôi cũng nhờ được hai đứa con nó ăn đây rồi nè, nó chỉ nè. Ừ. Mình bán cho dân lao động, bình dân gì đó. Ừ.
tôi chồng hả? À, của tôi chồng. Tưởng đâu mà này chứ. Rồi lấy đầu cá đi. Rồi từ từ để cho nó nóng mới được. Dạ. Yeah. Ok. Nhìn thấy cũng hấp dẫn quá nè cả nhà. Rồi hẹp mai dùng cái nhà dùng á. Cái nào dài quá mình cắt bỏ anh. Cái nước mắm me nữa. Dạ dạ. Đó. Cái này chấm với nước mắm me ha. Đúng rồi, nước mắm me là đúng bài luôn, ăn là kiểu nó. Rồi hồng thư nữa. Hồng thư là mấy cái người mà người ta mới chết á. Cái hồng người ta không có biết gì chứ á. Nếu mà người ta đi chúng mình là mình bị cùng á. Nó giống như một cái ban đêm cái bóng giống như đồng bóng đèn pin. À, mà nó màu trắng. Của em đi về tự nhiên cũng nó sạc đi chỗ chồng nào màu trắng hay màu đỏ em? Màu trắng hay màu đỏ? Được hả? Rồi, hẹp mời cả nhà ha. À, nghe chợ đúng không? Hả? Giờ quen ha. Có 35k cả nhà. Cả nhà cả nhà mình ai ở gần Trà Vinh đó ghé ăn ủng hộ ha. Rồi hẹp xin kết thúc video nha cả nhà. Cả nhà nhớ nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình ha. Rồi mình xin nói lời chào.